Đi tiếp nha con. Rồi, con sẽ có cái phần tiếp theo. Rồi con về con viết cái đó đi cho bác đi. Rồi hôm sau bác sẽ dạy tiếp cho con, con phải học được cái chỗ đó đã. Rồi mình sẽ làm tiếp. Rồi, bác có cái câu này cho con ha. Rồi, Hoàng đọc những cái câu này cho bác nè. Nó sẽ có thơ đây á, nó sẽ mỗi từ, mỗi câu nó sẽ có vần i, vần e, bác xin lỗi, âm âm chứ, âm e, âm i và âm u. À, you must choose, chữ choose nè, your food. À, the group flew, yêu vần yêu, cái từ này vần yêu mình chưa học, flew to New York in June, thì con sẽ có từ June. Khó quá hả? Rồi nè, I nè, see your, I see your key near, vần này vần ear rồi, cái này vần ear rồi, near the bell, e L, L, bell. Đúng rồi, L, vần E. A pizza, please. Cái này khó quá. Ừ, khó quá, để bữa sau học đi. Cái phần này để bữa sau lúc Ok. đầu học ha. Listen and color. Bây giờ mình nghe và mình tô màu nha. Mình xong phần này mình nghỉ nhé. Tập trung. Sao nó không 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 có cái phần listen, không có bài listen gì trời, kỳ vậy. Mai Listen, rồi để bác sao ta. chị chán. Rồi. Hôm nay thì hơi sớm một chút cơm. Rồi. Đây. Rồi. Con sẽ có cái bài này. Bây giờ con nghe nhé, bác sẽ đọc. Chứ hôm nay máy nó không có đọc. Ok. Listen and color. Ok, are you ready? Con tô màu lên màn hình luôn con nhé. Nào. Can you see the clock in Bill's kitchen? Color the clock yellow. Now, color. Now, the long squeeze. Color the long squeeze red. Tự nhiên tô trước chứ vậy, đồng chí. The long squeeze red. There are red now. Now, color Bill's hair. Color his hair brown. Có màu nào Người con ghi cái chữ brown lên. cuồng dấu.
Ok. Next. Does Màu xanh. write. Color it with your brown pencil and the peas. Color the peas green. Tôi vô. Can you find your green pencil? Good. Now color the cupboard. Can you see it? It's on the wall behind the table. Color the cupboard blue. Blue is the right color for that. Okay. That's all. Now see that again. You have the clock is yellow, long switch is red, the same answer with yours, and Bill's hair brown. Hồi nãy ghi chữ brown sai rồi nha, chữ brown có chữ N nữa nghe đồng chí. Brown mà tới đây thôi rồi rồi cái chữ N để ai biết trời. P green and the cupboard is blue. Okay. Now, look at the picture again. Can you describe it by yourself? Bây giờ con có thể con mô tả lại cái tranh này được không? Nào, làm xong này nghỉ nào con. My name is Hoàng, and I could like to tell you About? in the I would like to tell you about you. I would like to tell you about kitchen, About Bill's breakfast. about real breakfast. Okay. I can see big Where a is bit. he? Nào, bắt đầu con sẽ nói where is he? He is in the. Where is he? Không, không, He is. con trả lời cho bác thôi. He is in the. He is Okay. What color is his hair? He has his brow. Now, his hair is brown. His hair is brown. What is he looking at? He is looking at Looking at food, food, his food, fruit or his breakfast. eat food, eat breakfast. Okay. Now, I can see small, big cupboard is blue. Good. And yellow clock. Okay. I can see P. It is green and long sweet bread. Thank you for your listening. À, gì mà nói gì mà nhanh dữ vậy? Rồi ở trên bàn nó có egg nè, có fruit nè, nó không nói bread thì không nói rồi quăng đâu hết trời. Mới vừa nghe cúi xuống ngẩng lên thấy thank you for listening rồi ghê thiệt chứ bạn làm ghê 10 điểm, ok 10 chấm có A. 10 điểm có nghe kịp nghe gì đâu 10 điểm Được rồi hôm 10 sau chấm sẽ A. trả lại cái tranh này nha đây rồi mình còn ở đây nha con nhớ làm bài cho bác sẽ gửi bài cho con của unit 26 nữa làm bài cho bác cuối tuần làm con nhé Bye 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 chị. bye bye see you next week on Wednesday. Bye bye Hoàng.